S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max, bạn sẽ chọn cái nào? Sau màn ra mắt cực kỳ hoành tráng từ Samsung Galaxy S23 Ultra thì anh em lại càng phân vân hơn khi lựa chọn cho mình giữa S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max, đúng không? Vậy thì hôm nay mình là Store sẽ so sánh xem là Samsung hay Apple ai sẽ là người chiến thắng. Để mà đặt lên bàn cân so sánh về tổng thể thiết kế thì cả hai chiếc điện thoại S23 Ultra và iPhone 14 Max đều mang lại cho mình những vẻ đẹp rất là riêng biệt và cao cấp. Để mà đánh giá về sản phẩm nào đẹp hơn ý, thì còn tùy thuộc vào cái gu thẩm mỹ của mỗi người một gu, đúng không ạ? Tuy nhiên thì theo cá nhân mình, cái form của cả hai mẫu điện thoại này đều là những bản rất là đẹp và nó không khác nhiều so với bản trước là bao. Đối với S23 Ultra thì kiểu dáng vẫn được thiết kế theo hướng cứng cáp và nam tính hơn, vuông ở bốn góc và phần module camera to hơn và dày hơn so với S2 Ultra. Còn ở iPhone 14 Max thì sao? iPhone 14 Max được thiết kế mềm mại hơn với cái tổng thiết kế cũng không khác gì nhiều so với 13 Pro Max. Nhưng ở iPhone 14 Pro Max thì đã có sự thay đổi về phía mặt trước. Tai thỏ đã được đổi thành hình viên thuốc hay còn gọi là Dynamic Island. Ở đây thì nhà Apple rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với Samsung khi phát triển về độ nhận diện thương hiệu và truyền thông trên rất là tốt. Apple cho ra mắt iPhone 14 bản màu tím độc lạ khác hẳn với các màu trước đây. Còn Samsung thì dường như vẫn cho ra những cái màu cũ và không có gì nổi trội. Đến phần màn hình thì sao? Màn hình S23 Ultra nổi bật hơn với kích thước màn hình 6,8 inch cùng tấm nền Dynamic AMOLED 2X. Trong khi đó iPhone 14 Max sở hữu màn hình OLED với kích thước 6.7 inch và cả hai dòng điện thoại đều sở hữu tần số quét 120Hz giúp cho thao tác lướt cuộn rất là mượt mà. Riêng Samsung Galaxy S23 Ultra còn có chiếc bút thần thánh Pen. Đây là chiếc tạo điểm mới cho nhà Samsung. S23 Ultra rất thích hợp cho anh em xem phim vì màu sắc rất tươi, trông rất định mắt. Còn 14 Max có độ sáng lên tới 2000 nit. Đặc biệt là ngoài trời nắng thì hình ảnh vẫn rất là chi tiết, không bị mờ nhòe, rất phù hợp cho vấn đề chỉnh sửa ảnh hoặc là video. Cho dù là ở độ sáng và chi tiết rất cao nhưng điểm trừ là iPhone không thể chỉnh sáng thủ công như Samsung được. Như vậy thì iPhone có thiên hướng chi tiết hơn là trải nghiệm, còn Samsung thì lại có thiên hướng trải nghiệm hơn là chi tiết. Dù sao thì hai tính năng này cũng rất là nổi trội và việc mỗi dòng máy chọn cho mình một tính năng cũng giúp tạo điểm nhấn và đặc trưng cho nhãn hàng của họ. Thế còn về hiệu năng thì sao? Hiệu năng sẽ là phần mà mình nghĩ là sẽ chia thành những trường phái tách biệt. Trên dòng sản phẩm của Samsung thì đã cải tiến Galaxy S23 Ultra với con chip Snapdragon 8 Gen 2 mang lại hiệu năng mạnh mẽ. Nó mát hơn so với Gen 1 rất nhiều và chơi game thì có thể nói là rất là mượt. Xét ở thời điểm hiện tại thì đây là chipset được đánh giá là cao cấp và vượt trội so với các cái dòng smartphone hiện nay. Nhưng để mà so sánh với 14 Pro Max thì chưa thể bằng được cả về tốc độ và sự ổn định. Tuy nhiên thì con chip A16 Bionic của iPhone 14 Pro Max sử dụng 16 tỷ bóng bán dẫn tỏa nhiệt ra nhiều hơn Samsung. Vì vậy mà khi sử dụng 14 Pro Max sẽ nhanh bị nóng hơn so với S23 Ultra. Sự khác biệt tiếp theo giữa S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max đó chính là hệ thống camera. Lần này thì Samsung có sự nổi bật vượt trội hơn rất nhiều khi nâng cấp camera lên đến 2000 megapixel với ống kính siêu rộng và khả năng zoom chi tiết chất lượng cao. Thì đây chính là điểm không thể chê được của S23 Ultra. Còn với 14 Pro Max thì nhà táo cũng đã cải tiến độ phân giải lên đến 48 megapixel, tăng gấp 4 lần so với thế hệ trước. Tuy nhiên để mà xét về khả năng chụp ngược sáng hay là chụp trong bóng đêm thì thậm chí là cả chụp chân dung thì thật sự là hoa hậu cũng phải gọi tên em Samsung S23 Ultra. Ảnh cho ra cực kỳ sắc nét, bóng không bị mờ ban đêm và không bị lem các vết cắt chân dung. Nhưng riêng quay video thì 14 Max còn nhỉnh hơn chút xíu. Video của iPhone cho ra chi tiết tốt hơn và màu sắc trung thực hơn. Còn chống dung thì mình thấy là mỗi bên một kiểu, nhưng mà mình thấy cái chống dung của Samsung nó can thiệp cái phần mềm hơi nhiều nên ảnh cho ra hơi bị ảo. Tổng kết lại thì Samsung Galaxy S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max đều là những sản phẩm hàng đầu hiện nay. Và thật sự là rất khó để so sánh cả hai mẫu máy này với nhau. Với mỗi sản phẩm thì nó đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Với Galaxy S23 Ultra thì mình đánh giá cao về mặt thiết kế với camera 200MP. Còn về 14 Pro Max chính là mang đến trải nghiệm làm việc, mọi cái tối ưu ứng dụng đều được cực kỳ tốt. Ở Mila Store thì hai máy này vẫn có mức giá dao động khoảng trên dưới 20 triệu. Và để cảm thấy rằng là sản phẩm nó tốt hơn thì chủ yếu phụ thuộc vào gu và cái trải nghiệm của anh em. Nếu anh em vẫn còn băn khoăn và chưa biết mình cần gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới video này, hoặc có thể inbox comment page để Minda Store có thể tư vấn cho và hỗ trợ anh em nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Đừng quên like và subscribe cho kênh Minda Store để cập nhật nhiều thông tin kiến thức bổ ích về điện thoại nha. Bye bye.